Cờ gắm một lọ hoa được mà chú. Lọ hoa. Cái hoa quả này. Chú cắm nghiêng theo cái cạnh đường chậu quả, cắm vào giữa cho mấy ba bốn nén là được. Hoặc cắm vào bát hương, cắm vào bát hương một loạt cũng được, 4 5 nén được. Đấy. Thế được thôi, cắm lọ hoa đi, cắm bát hương được. Đấy. Cắm bát trên cũng được. Cắm bát trên hết vào bát trên cũng được đấy. Đấy. Ở đây với anh. Đây nó vướng ngồi. Chưa không tắt đâu. À này nào để cho nghe kế pháp sư, tôi còn kế Phật thánh tự kế pháp đức tiểu vô cập kế mộ sớ mộ phần để kế chân linh chánh hồn để kế cao tầng tổ khảo ngô môn đường thượng lai lâm chứng giáng để hôm nay có trong để kế sơ kế thập nhật liên cát ngoạt hảo kim nhật kim thì nội gia kế trọng nam để cập kế ngô kế sĩ ngọc. À hôm nay kế xuất hành đại lộ về tại bản xứ cặp khi cư phần cái đống mà cặp khi mộ phần để cái chân linh tổ khảo cặp khi có trong tấu lên cung thỉnh tổ khảo sống khôn tháp tiên đông tây nam bắc tốc tiệu kê mộ môn chứng minh công đức cho để hôm nay con cháu cặp khi về tại bản kia xứ để cặp khi tôn cấp tu sửa lại kê mộ phần mộ môn đống mà cho kê chân linh kê cố ông người kia là thành tịnh rồi cặp khi cho được kia chứng minh công đức để kê lệ chẳng dám qua không thành tâm thiết lễ ngũ phương thổ công để tắt mất rồi ngũ phương thổ công đông tù tư mạng gặp khế có trong để kê mộ môn mộ phần đống mà tà thanh long hiệu bạch hổ tiền kê chú tước đặt về đây cái chỗ tờ vàng ấy được. À, tiền kê chú tước hậu kê viền vũ đông tây nam bắc kê tà kê mộ hồn mộ phần đống mà lai lâm chứng giáng kê đồng đáo lai lâm tại đông thỉnh đông tại tây thỉnh tây tại nam thỉnh nam tại bắc thỉnh bắc trung ương thỉnh trung ương chân linh chính hồn để kê cố ông tổ khảo ngô kê sĩ toại kê chính hồn lai lâm chứng giáng tốc tiệu mộ môn chứng minh công đức phải bước sang thất ngoạt để hôm nay cập khi trong liên cát ngoạt hảo kim nhật kê kim thì kê trọng nam ngô kê sĩ ngọc cập khi có trong nghệ danh để cập khi có trong a báo để kê dốc một lòng trong một hướng cúc cung để kê tôn cấp tu sửa kê mộ phần đống mà cho được kê thành viền để cập khi thanh tịnh cho kịp khi có trong bấy nhiêu lâu nay tạo tác mộ môn hôm nay chân linh chiến hồn cố ông người kê lai lâm chứng giáng đồng cùng cập khi có trong cung thỉnh địa tạng vương bồ tát lai lâm chứng giáng tốc tiệu kê đàn luyện chứng minh công đức chay bàn con cháu dốc một lòng trong một hướng rồi cập khi cung thỉnh ngũ phương thổ mộ để cập khi đông tây nam bắc tốc tiểu đàn luyện đông mặt đông điện chân linh chính hồn cố ông kia người kia sống khôn thác riêng thường thường cập khi có trong chứng giáng độ tỳ cho con cháu trọng nam ngô kia sĩ ngọc được kia xuất hành đi đông tây nam bắc để kia bình yên khang thái cầu
chi tắc cát biến hùng vi tưởng vạn phúc phù nhân, để cập khi xuất hành đại lộ để hôm nay ông kia chứng giáng cho, để kê con cháu về tại mộ phần để tôn cấp, tu sửa cho mộ phần đóng mở cho thanh tịnh, đông mặt đông điện chưa, cho kê pháp sư kê đệ tử tôi con kê Phật Thánh Đường Huynh Đường Đệ kê Ngô Sĩ Ngọc nó khất đắc âm dương nào. Không cập khi âm dương bất tiếu như hà bất linh, hoặc ông còn kia đi chơi non chơi nước, thì hôm nay cập khi tốc tiệu đàn luyên mộ phần đóng mở lai lâm chứng giáng, tốc tiệu mộ phần để kê chứng minh công đức cho con cháu tu sửa kê chân linh chính hồn của ông, tốc tiệu đàn luyên như nào. À, kê thiện tay cũng còn đi chơi đâu ấy. Hôm nay cập khi có trong âm dương vi tín, đệ nhất âm dương cập khi trên linh chính hồn, tổ khảo cố tổ khảo người kê lai lâm chứng giáng, tốc tiệu mộ môn, chứng minh công đức cho con cháu được kê dốc một lòng chung một hướng tu sửa lại kê mộ phần đóng mả cho cập khi thanh tịnh, rồi cập khi khang trang, để cho bình yên khang thái độ tỳ cho kê con cháu trọng nam Ngô kê Văn Ngọc, được kê vạn phúc phù nhân đi đông về tây, đi nam về bắc, đi xuôi về ngược, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, để hôm nay lệ chẳng dám qua không, thành tâm thiết lễ tấu lên ngũ phương thổ công long thần thổ mộ, đông tây nam bắc tả thanh long hiệu bạch hổ, tiền kê chu tước hậu kê viền vũ, chứng minh công đức đồng đáo lai lâm hưởng qua chay bàn, để hôm nay cập khi chứng minh công đức pháp sư tôi còn kê Phật Thánh tự kê pháp đức án hành như khoa, tuần y kê khoa giáo luyện tình kê khoa nghi, kinh văn kê nhà Phật tấu lên trần linh chính hồn cố ông người chứng minh công đức. A kê thô từ bi địa tạng vương u minh giáo, a khổ hiểu năng nhân chỉ thô địa kỳ chư thánh thể, sơn xuyên nhạc đồng các a linh thần ban quái cứu cung, yên mộ duyên tư lý lục hợp, a cấn thì tinh tin chủ tôn đích tôn nam Ngô Sĩ Ngọc, sự kiện tương hương phùng hiến kim thị, a sam tạ tấu lên ngủ, a thi cần tiếp dẫn linh hồn cô tổ khảo, a sinh tịnh độ tòng kim, a tín chủ thọ vô cường đại thánh bản tôn, địa tạng vương bồ tát thiết lì, nguyện thô bản vô tình quê thái vát muội, a bản tượng uy linh không cố hiểu, a thăng tầm a sinh uy nạp bằng bi chú dùng thuyết hòa luyện giáo hiệu tình quê chân à ngon, cân đường phùng tùng nam mô nôm môn đa bác đề, a cha thiên thần la cha địa sa cha hà thiên lì yêu nghênh tư, a bằng đức cung bằng ngũ phần lý đạo, dùng nhà linh quan tu tường hiệu và nhê cân á vi kim phần hương tiền thờ, hương sư thành cung lượng u minh giáo chủ bản tôn, địa tàng vương bồ tát ma cung lượng hà hầu thổ địa kỳ đương sư thần quan, ngũ phương ha thủ mộ thần quan đương nhân hành khiến, đương sứ thần kỳ nhân thiên uy linh phùng thứ lệ hương linh phô đồng, a cung lượng nam thị a nam tôn ha Ngô Văn Ngọc ha phục vị trinh ha tiên linh hồn cố tổ khảo tử tổng đồng đáo lai lâm tông tiểu sư dạ bằng u đai cân thủ kim hoạt cán nhận kiền thanh pháp sư tiểu mạnh tăng tiểu vu phần hà mộ sư tu thuyền sam tà ân thịnh a linh hồn a cô tổ khảo luyện dê tán kim tăng tuần hành bi đến hồ hiền minh đăng sư u bội lý quang minh u sư nhi
A siêu uy ngưỡng đường thần lừng phu giám hòa luyện giao hiệu tình quê chân ngôn cân đường chỉ tùng lý thư linh thanh thần triều thính uy linh liền vị tân văn tế nam mô bồ bồ đề lý già lý đa lý đan đa nga thường lai triều thính a hương hoa thính nhân tâm phụng thính u minh giao chủ cứu khổ bản tôn dẫn tiêm hồn lý hà ngao thăng tiêm u minh nhế giải thoát cùng duy thập luân hầu địa cảm hà địa tạng vương bồ tát ma kha tát duy nguyên thố lì liều lửng tiêm dẫn linh hồn giang phô pháp luyện đủ tư cung lượng hướng hoa thỉnh nhân tâm phụng thỉnh thiên địa phân minh chân tỷ ngũ phương a chỉ tôn vị âm dương giao hội thì ban quái lì yên a chỉ chân thuộc chư tư tinh cung ngũ chung cung thỉnh ngũ phương ngũ đế hậu thổ chỉ thổ địa kỳ đông phương thanh đế thu mộ thần quan nam phương sinh đế thu mộ thần quan tây phương bạch đế thu mộ thần quan băng phương hăng đế thu mộ thần quan trung ương bằng đế thu mộ thần quan nhân thiên tùy hồn sứ giả ngũ phương thu mộ đồng đáo lai lâm cập thanh long bạch hồ chúa tướng viện vũ thần quân nhị thầm tư hương sơn thần quân nhị thầm tư hương thần quân nhị thầm tư khí thần quân thân thầm nhị hậu thần quân kiêu cung ban quay thần quân tứ luy lục hầm thần quân thú quan thủ mộ thần quân thủ hình thủ con thần quân đương sơ thổ địa chính thần nhân thiên uy linh cập chư bồ chúng duy nguyện thần thông cảm ứng biến hóa uy linh giang phó đàn luyện chứng minh công đức nhân tâm phùng thịnh bản hộ hồn phách nổ môn cao tăng tổ cao sáng vô lai khứ chư quê hồn nhân linh hiệu trùng quê nhật phục vì tinh tiến linh hồn cô tổ khảo duy nguyện đồng đáo lại lâm viên mình giang phúc thượng lai triều thính ký mộng quang lâm yên tòa chân ngôn cân đường chỉ tùng yên tòa chân ngôn thuyên dương lì cảnh giáp bị phi nghi lượng quang thần ưng hiền lì giám lâm lì ưng linh hồn cố thục nạp thủ tín chủ đích tôn nam ngô sĩ ngọc kiền thành thượng hương phùng hiến rót một lần nước đi. Phùng hiến phả nhật lam phi nghi phùng hiến vô lượng nhân duyên nhật thiết công phô thị pháp giới trừ chúng sinh được bị hương hoa phô cung lượng duy năng thành tiểu phận công đức nga nga năng tam ba phả nhật la học hiền cũng lý chú cụ hiệu tấu thịnh đông tây nam bắc ngũ phương thổ công thổ mộ địa sứ thần kỳ chứng minh công đức chân linh chính hồn cố tổ cầu chứng minh hộ tỷ nam tử nam tôn tu sửa khất cầu bình yên phần mộ yên biển chứng minh công đức. Hôm nay cập kỳ có trọng pháp sự tôi còn kê Phật Thánh tự kê Pháp Đức đường huynh đường đệ hôm nay tiểu vu mộ sứ mộ phần đóng mà để cập kỳ có trọng tôn thầy lại đó
cho cập khi có trong đường đệ ngô kê bản ngọc, đề cập khi thành tâm tu sửa mộ phần đóng mã cho kê thanh tịnh, rồi cập khi có trong từ đây để kê bình yên kháng thái mộ phần đóng mã, để kê chứng giáng cho hôm nay cập khi có trong ngũ phương thổ công long thần kê chúa đất bản xứ kê mộ phần, để kê địa kỳ chứng minh công đức để hộ tỷ cho con cho cháu hậu thế lương gian, để kê dốc một lòng trông một hướng, để cập khi chân linh chính hồn cố ông người kia sống khốn thác thiên độ tỷ cho con cháu, để kia trọng nam ngô kia sĩ ngọc kia sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm dốc một lòng trông một hướng, để kia bấy nhiêu lâu nay để kia tu sửa để kia chiêu hồn gặp khi trợ táng tại kia bộ phần đóng mã, để người kia sống khốn thác thiên độ tỷ cho con cho cháu đi đông về tây, đi nam về bắc, đi xuôi về ngược, đi xe đi bộ, rồi cập khi sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm phúc như đông hải, thọ như trường sơn đại cát, để kê cầu được ước thấy vạn phúc vụ nhân y như sở nguyện hôm nay cập khi người chứng giáng cho, để kê con cháu cập khi vận hành tu sửa lại phê kê mộ phần đóng mà cho thanh tịnh, rồi cập khi hoàn tất chùa viên thì kê tín chủ con cháu trọng nam, thì cập khi có trong hậu tạ để các chư long thần chúa đất bản xứ địa kỳ chứng minh công đức sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm vạn phúc phù nhân, để cập khi có trong chứng giáng cho, để hôm nay cập khi có trong chân linh chính hồn kê cố ông người kia chứng minh để cái con cháu tu sửa mộ phần đóng mà được kê thanh tịnh hết tất cả người kia chứng giáng cho kê sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm, để kê con cháu ngô kê văn ngọc để hôm nay kê dốc một lòng trông một hướng, để kê cho con cháu tôi con kê Phật Thánh tự kê Pháp Đức được kê khấn thông cầu tới, khấn sao được vậy y như sở nguyện cập khi ngũ phương thổ công long thần chúa đất thổ mộ kê là chi thần, chứng minh công đức tả thanh long hiệu bạch hổ tiền chu tước hậu biển vũ, chứng minh công đức mộ phần đóng mà chân linh chính hồn cố kê tổ khảo kê ngô môn, để kê chứng minh công đức cho, thì thường ngày cập khi cố trong cố ông chính hồn cập khi đi mây về gió độ tỷ cho con cho cháu đất thó họ ngô, ngô kê sĩ ngọc được kê bình yên khang thái, để kê thơm danh lức tiếng trên người ta mến dưới người ta yêu, rồi kê cầu được ước thấy các chư công việc từ kê về kê kênh, rồi kê từ công việc tiền khoa hậu đoạn đi đông về tây, kê được kê bình yên khang thái cầu được ước thấy vạn phúc phù nhân hôm nay kê bách tính để hoan hỷ cập khi có trong để kê độ tỷ cho hôm nay người vuốt ngồi coi thóc cho cây con cháu tu sửa mộ phần đóng mã, lệ chẳng dám qua không tu phúc ruống độ cho con cho cháu từ đây trở đi vạn phúc phù nhân cầu được ước thấy, còn cái làm ra cái cửa nhà gia sự để cái thiết lập gia cư, rồi cập khi có trong xây đắp mộ phần đóng mã chân linh cố ông chính hồn người kia chứng minh đại xá cho con cho cháu để cái công việc chu viên, thì con cháu để cái hậu tạ long thần chúa đất bản thổ địa kỳ chứng minh công đức y như sở nguyện hôm nay sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm y như sở nguyện cho kê pháp sư tôi còn kê Phật Thánh đường huynh đường đệ với kê ngô sĩ ngọc, thì được kê âm dương làm bằng vi tín đệ nhất âm dương chân linh cố ông người linh thiêng cho kê pháp sư con cháu khất đắc âm dương thế nào kê thiện tài y như sở nguyện hôm nay kê nhất âm nhất dương, thì người kê hiến hưởng được kê âm tụ dương xuất để hôm nay kê người chứng minh công đức hộ đông chí tây hộ nam chí bắc để cái trung ương các xứ để cái ngũ phương thổ công thổ mộ kê chi thần chứng minh công đức đông tây nam bắc tại cái bản xứ đây chứng giáng cho, để con cháu hôm nay dốc một lòng trông một hước chay bàn các chư kim ngân để bật dốc một lòng trông một hướng thiết lập cây hương cung thỉnh đến chư cái ngũ phương thổ công long thần chúa đất thổ mộ kê chi thần bản xứ địa kỳ bản nơi đây để kê chứng minh công đức cho, để kê còn lên xuống đi về kê thổ mộ cố ông chính hồn được kê tọa lạc tại đây kia yên hồn yên thây để kia yên mộ để cập khi có trong định phách tại cái mộ phần đóng mà bạn phúc phù nhân phúc như đông hải thọ như trường sơn đại cát hôm nay người hưởng qua lễ vật các chư chay bàn kim ngân lễ vật rồi cập khi có trong tiểu vu các chư kia thanh thủy để kia người chứng giáng cho để kia chay bàn công việc chu viên thì con cháu cái hộ hậu tạ các chư cập khi lễ nghi lòng thành chứng minh công đức hộ đông chí tây hộ nam chí bắc hôm nay người chứng giáng cho thì cái sở cầu được như ý sở nguyện được tòng tâm vạn phúc phù nhân chiêu tài cầu lộc khất cầu bình yên y như sở nguyện sở cầu được như ý sở nguyện được tòng tâm y phúc như đông hải thọ như trường sơn đại cát ngũ phương thổ công
Chúa đất chứng giáng cho thì kê chân linh chính hồn cố tổ khảo ngô kê môn người chứng giáng cho con cháu hôm nay còn cái ngoại nhân á, về cái tạo tác để cái vận hành tu sửa lại cái mộ phần đống mả cho cái yên ngôi yên vị rồi cập khi có trong thân thây hài cốt người cập khi được thanh tịnh yên cư phần mộ chứng minh công đức hộ đông chí tây hộ nam chí bắc các chư linh thần các xứ hộ được cái tỷ cho cái con cháu được cái làm các chư công việc tôn cấp lập thờ cái mộ phần đống mả cho được cái thanh tịnh chứng minh cho đấy, chú vái trong đốt lang rồi đấy. Để xong cho các vị làm thoải mái. Hôm nay kê ngũ phương thổ công long thần chúa đất thổ mộ kê chi thần linh thiêng chứng minh công đức bốt ngòi coi thóc thu chấp bạc vạn cân ngân vạn nén con cháu tiến chủ ngô kê sĩ ngọc dốc một lòng trong một hướng bà nạp kim ngân thấu vào trong các chư kìa ngũ phương thổ công bản xứ địa kỳ rồi kê long thần thổ mộ tả thanh long hiệu bạch hổ tiền chu tước hậu viền vũ rồi cập khi có trong thấu vào trong mộ phần đóng mã chân linh cố ông người kia sống khôn thác thiên thu chấp để cái chứng minh công đức thật thần thông biến hóa biến tiểu thành đa nhất biến vì thập thập biến vì bách bách biến vì bạn bạn biến vì xiên xiên biến đẳng đa thổ biến tiểu thành đa vá vô vi hiệu đấy được đấy, đấy không thuần tâm cho làm không có gì cả hết âm nhạc dương đi. Vận hành thôi xong. Lại tả nữa. Sơn Hải lái đi, cầm lái đi. Đây cho lên một tí sợ là cho cao lên. Xoay tròn đấy. Open này, open. Thank you.
Nhưng mà cái cả nhà thân mến, hôm nay là A Pao cùng Trị Ngọc là về quê để làm sửa sang lại mộ của ông nội. Thì về thì có các em Hiền là con O cũng về. Đây là Hiền nhé. Hiền cùng ở trong Sài Gòn bay về để cùng A Pao là ra mộ ông để làm. Để có cả Sơn Hải về, cả bà cả anh, một số là các mà anh các chị ở Hà Giang không về được. A Pao đại diện cho gia đình là về để làm mộ cho ông. Thì chương trình thì hôm nay đã thắp hương xong và để xin ông nội là để sửa sang lại mộ. Thì chương trình A Pao sẽ cập nhật sau. Bây giờ A Pao sẽ sang phía bên mộ của bên ông bà tổ tiên bên Sơn Hải để cùng tả mộ và xem là quá trình sửa sang đã xong là để tả mộ cả cụ này. Chương trình của hành trình của thầy sẽ A Pao sẽ cập nhật sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Thì A Pao cầu mong cho sức khỏe đến với toàn thể những ai đang xem clip này. Cầu chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Chương trình này là chương trình tâm linh của gia đình A Pao. Cho nên là A Pao cũng chia sẻ với cả nhà là hành trình của A Pao làm đẹp, sửa sang ngôi mộ của ông nội để cho mọi người cũng biết được và chia sẻ. Là anh em đang xúc tiến là đo lại không gian ở mộ của ông nội để đo để làm. Không gian bên này. Dạ. Chủ hồ cháu hay khai cấy để khi làm ồn ồn là chủ có hai chủ xử lý hai cái hộ vừa hai cái đỏ càng ngon. Hai cành đỏ đẹp. Không gian đẹp luôn. Dạ.